bỏ tay huyết áp cao cực kỳ đơn giản. 3 năm tháng nhờ hai loại nước này mà anh chị em nhất định phải lưu tâm. Khi mà các cô các bác mình bị huyết áp cao ấy, thì mình đều biết rồi đúng không ạ? Là do gì ạ? Do mỡ máu, cholesterol ở trong mạch máu này nó quá nhiều, nó sinh ra huyết áp, tim mạch, hút và tất cả những cái gì về mạch máu, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của mình. Đặc biệt những người bị cao huyết áp, những người bị huyết áp thấp lại cực kỳ phải nguy hiểm, lại cực kỳ phải lưu tâm. Đặc biệt những người huyết áp thấp lại phải cực kỳ lưu tâm. Nên một lời khuyên với chị em phụ nữ nào mà mình bị huyết áp thấp, bị tim yếu ấy, mệt mỏi nhiều ấy, thì mình hãy luôn luôn mang theo bên mình đó là kẹo gừng. Để lâu lâu mình có những biểu hiện thì hãy ngậm kẹo gừng vào, huyết áp nó sẽ được đẩy lên. Và đặc biệt chia sẻ với anh chị em một cái giải pháp, đó là mình sử dụng ích thanh trà 3 đến 4 gói một ngày uống vào để thanh lọc, đào thải độc tố, toàn bộ chất độc ở trong mạch máu trong cơ thể ra bên ngoài. Bởi vì nó được mệnh danh là anh công nhân vệ sinh thành mạch máu, vệ sinh đường ruột. Cái thứ hai không thể thiếu với người bị huyết áp cao đó chính là viên chitosan giáp xác. Đây là một chất mà cơ thể mình nó không thể tự tổng hợp được, mà mình bắt buộc mình phải đưa vào, mình phải uống vào. Nó sẽ đào thải độc tố, khôi phục lại thành mạch máu, khôi phục lại chức năng gan từ trong tế bào. Là nguyên tố thứ 6 mang điện tích dương duy nhất mà mình có thể uống được vào cơ thể mình, anh chị em nhé.